Đây là nhà Nguyệt lưu giữ các xương cốt của các thánh tử đạo và các vị tử đạo tại Việt Nam của giới tỉnh Hà Nội. Các thánh tử đạo và các đấng tử đạo thì chúng ta biết là các thánh tử đạo của chúng ta chỉ tử đạo vào những năm 1835 đến năm 1845 và đến năm 1860 thì các đức cha với đây là tro cốt của các thánh tử đạo Việt Nam và các vị tử đạo chưa được phong thánh ở giáo tỉnh miền Bắc. Đây là những cái quách gỗ khi mà các vị ấy chết được chuông, rồi sau đó thì đào lên để sinh hoạt. Cho lớn trao con.